đặc biệt nhất ở Việt Nam. Và vượt qua cái này vào. Đúng rồi, cái giá là từ 1 đến 100 đấy. Đây cái đại có đây là bột da, này là bột da huyền thoại, tức là ba cái cây này thành một tác phẩm. Đây là chị chơi không? Trường Tiến à? Ba cái phải rồi. Đâu xem là cây của em? Em có ba huyền thoại, ba cái xanh của chị. Cái này 51 tuổi. Cái này là mã ba. Nhận đặt tên. Đặt tên thì tên là sở hữu. Chúc mừng anh nhé, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quan tâm đến những tác phẩm của mình. À. Đoàn lãnh đạo đi ngắm cua hoàng đế. Thank you.
Nhưng mà Hà Nội thì nhiều nó rất là đẹp. Bất đam ạ. Hàng trăm nhà báo, phóng viên cũng đang tác nghiệp với những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, cùng với trong ban lãnh đạo của huyện Thạch Thất, của trung ương và thành phố. Giờ ai là trưởng ban đây? Các lãnh đạo tiếp tục đi tham quan các